cái CKB là từ viết tắt của cái cảm biến vị trí cốt máy ha, cảm biến vị trí cốt máy hay còn gọi là cảm biến vị trí trục khuỷu đó, nhằm giúp cho cái IC của mình xác định được đâu là vị trí bê tông ở điểm điểm phía trên, gần điểm phía trên để cho nó thực hiện cái chức năng là phun xăng đánh lửa. Đó, như vậy thì mình hiểu cái CKB là cảm biến vị trí cốt máy chứ không phải là CKB là cái con mà 6 giây đời từ. Như mình gọi hay gọi quen con này là cụm kích, tại vì nó đã xuất hiện từ trên những cái xe phổ thông như Rimway. Nên là lên đây mình nói cảm biến CKB thì có nhiều người lại lại không không đồng ý đúng không ạ? À? Cảm biến thì phải nằm trên xe phun xăng đời mới. Thì thật sự cảm biến CKB loại này nè, là chúng ta đang thấy trên hình nè, là loại cuộn kích từ. Đó, thì thật sự nó là cuộn kích ra, cuộn kích ha. À, tức là bản thân nó trong đây là cấu tạo là gồm một cái cuộn dây đồng, nó giống như cuộn sạc, cuộn lửa của mình đó ha. À, nó quấn vòng tròn và nó đưa ra hai đầu dây. Đó, thì cái từ CKB là viết tắt của cảm biến vị trí cốt máy ha. Ta hiểu là như vậy chứ không phải là người nhiều người cãi là cái con này là cuộn kích chứ không phải là cảm biến CKB. CKB phải là cái loại 6 dây. Thì như vậy là không đúng. CKB là cảm biến vị trí cốt máy. Nó có hai loại, loại 2 dây là sử dụng cuộn cuộn kích từ. Thì cuộn dây này nó sẽ quấn vòng tròn ha và đưa ra hai đầu dây được đặt ở vị trí là cạnh cái mép ngoài của cái vô lăng. Ở trên vô lăng mình sẽ có những cái máu như thế này. Đó, thì ở đây mình thể hiện một máu ra, nhưng trên xe tay ga thì thường nó sẽ có nhiều máu hơn. Đó, nhiều cái máu hơn. Thì khi mà cái vô lăng mình nó quay ra, thì cái máu này nè nó quét qua cái cảm biến CKB. Thì cái cảm biến này sẽ sinh ra dòng điện xe chiều. Cái này mình học nguyên lý cái sạc là mình biết rồi ha, tức là nguyên tắc cuộn có 500 quét qua là nó sẽ thay đổi từ trường và nó sẽ sinh ra điện. Đó, thì thằng này nó giống như như cuộn này luôn, hai thằng này gần như giống nhau. Nhưng mà cái thằng cuộn phát này thì nó sinh ra điện lớn hơn dùng để sạc. Còn cái thằng kích này thì cuộn nhỏ hơn. Đó, thì nguyên tắc của cái loại này là cuộn ha, cuộn không có sử dụng nguồn đâu hết. Chỉ là cuộn bình thường và theo cái từ tích 500 mà nó sẽ phát ra điện thôi. Đó, thì vô lăng mình có thể là nó có nhiều máu như này. Đó, nhiều máu thì cứ mỗi máu qua, quét qua một cái thì lúc này trong cái cuộn nó sinh ra một cái điện xe chiều. Hai đầu nó đều gửi về IC hết để xác định là cái thời điểm nào là thời điểm điểm chết trên, đúng không? Phun xăng đánh lửa. Ví dụ như trên vô lăng này có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đó, thì khi nó quét qua chẳng hạn 9 lần như vậy thì nó đếm. Ví dụ như tới cái máu thứ 9 đi, thì nó hiểu à đây cái máu cuối cùng là điểm chết trên, kiểu như vậy. Do thì riêng quay nó làm một máu, nhưng mà thường thường đề từ ấy, xin lỗi, xe mà FA á thì nó làm nhiều máu, thì cái do cách lập trình trong IC nó hiểu rồi. Cái thứ hai nữa là trên cái xe FA thì ngoài cái việc mà xác định những cái trên ra thì nó còn thêm một chức năng nữa, đó là xác định cái số vòng quay, số vòng quay cốt máy, số vòng quay của vô lăng đó là số vòng quay cốt máy. Ví dụ như xe mình Winner hay là Exciter, mình nó có cái đồng hồ báo RPM đó, đồng hồ báo tour đó, thì nó biết là bao nhiêu vòng trên phút. Thì cái việc mà xác định được bao nhiêu vòng trên phút đó là do cái cảm biến CKB này luôn. Đó, ngoài đưa cái vị trí điểm chết trên lên cho IC biết là chỗ đó là điểm chết trên để phun xăng đánh lửa, ngoài ra IC nó còn điểm số vòng tua luôn. Nên là nhiều khi mình cầm cái máy chẩn đoán lên mình đọc nó có cái vòng tua đó 1.500 vòng trên phút cái rồi đó, thì cái đó là do CKB nó báo lên, nó đếm dù như nó chính máu một cái, chính máu quét qua, tức là nó chính xung điện gửi về thì nó hiểu là một vòng, 18 xung thì nó hiểu là hai vòng đó, thì cái thế nó tính được bao nhiêu vòng trên một phút đó. Thì điện này là điện xe chiều, nó lên xuống lắm anh. Thì tôi nhấn ảnh ở đây là tạo ra điện xe chiều, khi mà máy quay nó sẽ tạo ra điện xe chiều. Đó, nguyên lý của nó thì đơn giản vậy thôi. Bây giờ mình sẽ qua cái sơ đồ. Sơ đồ thì tùy theo xe nó sẽ có bố trí hơi khác nhau một tí, khác nhau chủ yếu là khác nhau về cái số chân. Ví dụ đây là sơ đồ xe gì đây, Honda Future 125 đúng không ạ, ở đời 2019 này. Đó, thì mình sẽ thấy được là con CKB nằm đây. Hôm nay mình chỉ quan tâm tới CKB thôi mà. CKB nằm đây. Nó có 2 dây. 2 dây. Và 2 dây này đều đi về IC hết. Một dây là đi về chân 30, một dây đi về chân 29.
Đó thì mình biết là ngay cái chỗ vô lăng có con CKB hay gọi là con kích đó. Nó sẽ có hai cọng dây và hai cọng dây nó sẽ đi về đây. Chắc chắn là đi về chân 29-30 luôn. Đúng à. Còn màu dây thì thể hiện trên đây. Cái này hôm trước mình học rồi, thường thường nó là màu xanh sọc vàng và màu trắng sọc vàng, đúng không à? Hai dây này. Đó, thường thường nó sẽ đi kèm trong vô lăng đi ra, nó đi kèm theo cái cuộn 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 điện luôn. Nó thường thường đi chung bộ rồi. À. Đó, đây hai dây đi về chân IC. Đó thì cái loại kích từ thì nó đơn giản vậy thôi, nó chỉ có hai dây thôi. Ví dụ như qua xe khác, xe Z110. Đây CKB nằm đây. À, CKB đây ha. Đó, thì người ta vẽ sơ đồ nó cũng là hai dây, cũng là cuộn nè. Đấy, nhưng mà màu của nó thì hơi khác một tí. À, một dây là màu vàng, một dây là màu trắng vàng. Đó thì mình dựa vào cái màu dây này. Và thứ hai là mình dựa vào cái vị trí chân. À, nó sẽ đi về chân 12 và 23 của IC là hai chân chỗ này. Đó, mình cầm cục IC lên là sẽ thấy biết là hai chân này là từ kích đi lên này. Đó. Đó, thì mỗi một cái xe nó sẽ có cái màu dây khác nhau và cái số chân nó khác nhau. Thì cái này muốn biết chính xác thì mình coi sơ đồ ha, coi sơ đồ. Đó, thì đó là về nguyên lý của nó là cuộn, đây, nguyên lý cuộn. Thì đó là mình nói sơ về nguyên lý rồi, bây giờ mình sẽ đi vô cái thực tế nè. Bây giờ những cái dấu hiệu gì hay là những cái hiện tượng gì mà cho mình biết được là xe mình nó bị hư hư CKB, hư kích. Em anh thể chia sẻ giờ làm sao cái xe mình biết nó hư kích. Công kinh nghiệm nhiều nè, trả lời đi công. Dấu hiệu nào cho anh biết là xe nó bị hư kích? Dấu hiệu là đánh lửa, nếu mà nó đánh lửa nó không đúng thì nó dẫn tới cái việc lửa ngắt quãng, rồi cục kích mà xa quá thì điện nó cũng không không có phát ra được chuẩn, nó gửi về về IC, IC đánh lửa nó không chuẩn. Rồi bây giờ mình nói vấn đề đơn giản hơn đi, là hư là nó đứt luôn, bây giờ nó đứt luôn, có thể đứt một trong hai dây này. Đấy, hoặc đứt một trong hai dây này hoặc là đứt cái cuộn luôn, chết cái cuộn trong đây. Thì dấu hiệu nào cho các anh biết, anh nào có thể chia sẻ được không? Đấy mình phải đo đồng hồ Đấy, trước số trước khi đo thì ôm bao mình nhiêu. đang đang phân tích là bây giờ vô một cái xe khách hàng dẫn vào thì mình làm sao mình biết là nó hư CKB để mình đo, chứ mình không thể nào mình ngồi mình đo hết cái xe được. Cái quan trọng nhất là cái dấu hiệu ban đầu mới anh nhận diện được. Đấy thì anh lưu ý ha, thì cái con CKB mình là tín hiệu để gửi về IC để phun xăng đánh lửa. Đấy. Thì nếu mà mất cái CKB này thì nó sẽ dẫn tới là gì? Dấu hiệu đầu tiên anh thấy là sẽ là mất lửa, đúng không? Kiểm tra lửa buri, kiểm tra lửa dây cao áp là không có, đó là cái dấu hiệu thứ nhất. Dấu hiệu thứ hai là mất phun. Để mình dở kim phun ra, tháo hai con ốc dở kim phun lên cũng không thấy nó phun. À, đó là hai dấu hiệu đầu tiên là mất, gọi là mất xăng, mất lửa đó. Đó thì 99% là do CKB, đúng không? Tại vì cái CKB là cái báo vị trí để cho IC nó biết. Thì bây giờ không báo gì hết, không cho biết vị trí nào, địa chỉ trên hết thì IC bó tay, IC không thể nào mà đánh xa đánh lửa phun xăng bừa được, không có một vị trí gì báo lên. À, đó là gì? Một cái xe vô nó không nổ thì cái việc đầu tiên mà anh kiểm tra là lửa trước, đúng không? À, không có lửa thì khoan, cái anh khoan nó đi sửa chữa vấn đề hệ thống đánh lửa, anh quay lên anh kiểm tra luôn cái phần là kim phun. À, coi nó có phun hay không. Nếu nó mất vừa phun mà vừa mất lửa luôn thì khả năng cao là CKB, đúng không? Chứ còn cái khả năng mà nó hư vừa bên hệ thống đánh lửa vừa hư bên hệ thống phun xăng thì khó, đúng không? Ta phải hình dung như vậy là cái dấu hiệu đầu tiên. Bật chìa khóa lên, nguồn vẫn lên. À, bơm xăng vẫn bơm nhưng mà đề thì không có xăng, không có lửa, đó là dấu hiệu thứ nhất. À, cái thứ hai nữa là một số xe thì nó có báo mã lỗi, đúng không? À, số xe nó báo mã lỗi. À, nhưng mà thằng Honda, cái loại cụm kích từ của Honda thì nó không có mã lỗi anh. À, nó ngặt cái là nó không có mã lỗi, nên là nhiều khi mình hơi hơi khó phán đoán. Chứ còn nếu mà cái loại mà CKB mà bốn máu ha, đề từ thì nó có mã lỗi 52, thì đó là cái dấu hiệu đầu tiên là mình sẽ nhận biết. Còn đối với cái ông này là ông không có mã lỗi. À,
mấy anh nhìn vô một cái sơ đồ á, anh thấy ví dụ như cái cảm biến nào nè, ví dụ đây là cảm biến EOT này, kế bên nó có ghi cái đèn cái dễ hình cái đèn này và ghi cái mã lõi 7172 này, thì đây tính là cái mã lõi của nó. Mã lõi số 7 và mã lõi số 8 nó chia làm hai trường hợp thôi, trường hợp điểm áp cao, trường hợp điểm áp thấp gì đó. Còn cái nào mà nó không có dễ cái đèn chết kế bên này, dù con cảm biến này không có cái đèn đó là con này không có mã lõi. Hiểu à? Dù cái bơm xăng không có mã lõi, nó hư không có mã lõi ha. Kim phun có mã lõi 12 đó, của nó lửa không có mã lõi đó, thì cái con CKB lõi kích 2 giây này là trường hợp là không có mã lõi. Nếu chúng ta chỉ nhận biết qua cái cách mà người ta kiểm tra xăng và lửa, đồng thời nữa là nãy mình nói là CKB này nó còn báo gì, anh nhớ nãy tôi nói còn báo gì nữa, Báo từ máy này. báo tua máy. Như vậy thì cái dấu hiệu để mình nhận biết là gì, dấu hiệu mình nhận biết là gì? Hồng lên. Cái vòng tua mình nó không lên, nó không lên vòng tua đúng không à? Mình để máy, mình để cái dù xe nào nó có đồng hồ tua trên tắp lô, mình nhìn đó luôn, Epunner vậy, mình để thấy không nổ mà cái tua nó không lên, cái dòng chân hút nó không lên, tiếng đó là nó chết CKB rồi, hiểu mà? Đó là dấu hiệu để mà anh đoán bệnh đó. Là nếu mà cái xe nào nó không có cái đồng hồ tua thì mình bắt buộc phải có cái thiết bị đo, dùng máy chẩn đoán, anh cắm vô, anh đề máy lên mà cái dòng tua nó không có là cũng hư CKB. Đó là mình dựa vào dòng tua mình thể biết được ha. Rồi bây giờ mình mới qua tới cái cách đo nè, cách đo nè. Thì đầu tiên mình phải đo cái con CKB này trước, mình rút cái dắt chỗ này ra, mình đo con này có sống hay chết trước đã, thấy không? Còn hai gọng dây mà từ đây đi về C thì mình sẽ đo thông mạch sau, cái đó dễ rồi. Ví dụ dây màu đỏ đi về chân 12, dây màu trắng đi về chân 23 thì cái đó mình đo thông mạch dễ rồi. Bây giờ túi mình đo con này có sống hay chết để mình mua thì mình thay. Đó thì con này là nó là cuộn và nó phát ra điện xoay chiều đúng không à? Nó phát ra xoay chiều thì mình sẽ có những cách nào để mình đo xoay chiều đây, cách nào để đo xoay chiều. Đấy. Giống như hôm bữa mình học cái phần sạc vậy, thì đây mình có làm mấy cái video ở trên 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 YouTube á, thì nó có những cái bài về đo này nè, có thể lúc mà anh chưa học thì có thể anh chưa hiểu về cách đo, nhưng mà sau khi mình học xong như thế này thì mình coi mình sẽ hiểu ha. Mở một cái video hướng dẫn về cách đo thì nói nôm na nó là điện xoay chiều phát ra, thì mấy anh cũng có cái hình dung được là đo như thế nào rồi. Thứ nhất là mình có thể dùng đồng hồ VOM đúng không à, dùng đồng hồ VOM để mình đặt thang đo xoay chiều mình đo. Đấy. Mấy anh có đồng hồ hết chưa? Nên là mình làm điện thì nên đầu tư một cái đồng hồ ha. Đây là cái video mà tôi hướng dẫn các cái bước kiểm tra cái một cái xe nó không nổ ha. Tức là cũng kiểm tra xăng, kiểm tra lửa, rồi sau đó mà qua tới mất xăng mất lửa thì bắt đầu mình đi kiểm tra CKB. Đấy. Thì đây mình có hướng dẫn thêm về cái cách dùng cái bút thử xung để kiểm tra cái xung điều khiển trên trên IC gửi về kim phun và mobile. Thì cái đó mình sẽ nói vào buổi sau. Đấy, bây giờ mình sẽ coi cái bước mà kiểm tra CKB ha. Tức là sau khi mình đã xác định được là nó hư CKB rồi thì bắt đầu mình mới qua mình tháo ra mình kiểm tra. Bây giờ đây, coi cái cách kiểm tra ha. Quyết định là IC điều khiển. Nên là ở đây mình sẽ thực hiện là kiểm tra CKB. CKB thì mình sẽ có nhiều cách kiểm tra. Tắt của nó là trong đây là nó buông cuộn ha. Cuộn dây khi vô lăng nó quay thì nó sẽ sinh ra được xoay chiều đây. Đó, nên là mình có thể kiểm tra cái xoay chiều. Đồng hồ VVM này bật nó xoay chiều. Đó. Mấy anh nghe cái âm thanh trong video à, nghe không anh? Có thì Rồi ok, như vậy bước 1 mình sẽ đo xoay chiều ha. này quay đo vào đây nè, nhìn đồng hồ nhé,
cho thực hiện thao tác là để máy luôn ha. Đo giống như mà đo cuộn sạc vậy đó ha. Để máy cho vô lăng nó quay. Đó, 1,5 ha. Là cuộn mình tốt anh, thích mình tốt ha. Cho bơi mình phát hiện ra không được ra. À, thì mình đo mình sẽ thấy điện khi chiều nó ra giá trị trung bình là khoảng 1,5 V ha. Đó, thì đó là cách đầu tiên mình có đồng hồ thì làm nhanh gọn như vậy là mình biết được là CKB sống hay chết, khỏi phải tháo vô lăng, khỏi tháo gì hết. À, cách thứ hai nếu mà mình không có cái đồng hồ thì có thể mình dùng cái bóng đèn để mình thử cái điện đó ha. Thì cái đèn led á, à, thì dễ thấy nhất, để nó ra điện 1,5 V mà nó như cái cục pin 1,5 V mình ra, thì dùng cái bóng đèn led mình để vô ha. Nếu mà nó ra 1 V thì sao thầy? Nó sẽ bị yếu anh, điện nó sẽ bị yếu thì nó có thể lửa nó chập chờn, giống như nãy anh nói trường hợp mà kích nó bị yếu á. Phải từ 1,5 V đến 2 V là tiêu chuẩn đúng không thầy? Đó, thì lúc này mình đề máy thì cái đèn nó sẽ nhấp nháy thì do điện xoay chiều nên đèn nó không sáng liên tục. Còn cái volt bao nhiêu thì thông thường mình làm thì nó sẽ có thông số chuẩn. Dù mình đo mình sẽ biết được cái thông số là khoảng bao nhiêu, tại vì nó tùy vào cái hai cái. Thứ nhất là cái cuộn đó là nhiệt bơm hay không. Tức là tùy theo cuộn, ví dụ như xe Honda thì cuộn nó 120 Ohm chẳng hạn, nhưng mà Yamaha thì cuộn nó lớn hơn. Thì cuộn nhiều là điện nó sẽ ra lớn. À đó. Rồi thứ hai là phụ thuộc vào cái số vòng quay của vô lăng. Đấy, tốc độ quay của 500. Máy nó để đúng nó rồi. À, cái tua nó yếu thì điện nó sẽ yếu nữa, mình phải để ý chỗ đó nữa chứ không phải đổ thừa cái CKB không. À. Vậy thì cái CKB mình không chết. Nếu mà điện nó không bắt ra hoặc là led không nhấp nháy thì CKB chết. Cái phần còn lại là mình thực hiện ta từ cái đầu dây này. Đi theo bó dây và đi lên cái xe. Có thể xe là nghe nó chập chờn quá. À, có thể là đường truyền nó bị đó, thì cái xe này là ba là đứt dây thôi, tức là mình phải xác định được là con cảm biến nó có hư không để mình thay con mới. Đấy, còn đo thông mạch từ dưới chân cảm biến lên chân xe thì cái bước đó dễ rồi. Đấy, nó dễ rồi, mình hiểu cái nguyên lý của con cảm biến là nó phát ra cái gì thì mình sẽ đo cái đó. Nói chung cái con này nó có 3 cách đo lận. Cách thứ nhất giống như mình có thể mới trao đổi với anh Công đó, là mình thể đo ôm cái cuộn này. Thì nó là cuộn dây nên là nó sẽ có một giá trị điện trở là bao nhiêu ohm đó ha. 120-130 ohm gì đấy, nó nằm trong khoảng đó. Thì mình đo ohm là để mình xác định được cuộn có đứt hay không. Đấy, nhưng mà thông thường mình đo điện thì nó sẽ hay hơn, anh đo điện là để mình biết được là cái điện nó có phát ra hay không thôi luôn. Chứ còn nếu mình đo ohm xong mình khẳng định là tốt thì chưa chắc được. Nó hình dung à, nó có nhiều trường hợp là mình đo ohm là có đấy, nhưng mà điện ra không đủ. Điện ra không đủ, ví dụ như là mình nói là kích nó bị khe hở nó lớn quá, hoặc là sử dụng lâu ngày nó dơ, mặt sắt rồi nó bám lên cái đầu này, nó bị mất từ tính, mất điện ra. Hoặc là những cái trường hợp mình cảo vô lăng ra, có trường hợp là đo không đủ rồi thay CKB mới vô, nhưng cuối cùng nó lại bị hư ở cái vô lăng. Đó là do mấy anh cảo vô lăng, mấy anh lấy búa anh đóng như thế nào mà nó nứt cái 500, đấy thì nó cũng mất cái điện. Nên là mình hiểu được là bản chất của nó là tạo ra điện xoay chiều. Nên mình cứ đo xe chiều là chắc cú nhất. À, mày có ôm hay không có ôm đó không cần biết. À, mày có ra điện là ngon như là tốt. À, thì con này chỉ kiểm tra đơn giản vậy thôi. À, hiểu cái bản chất nó không sử dụng nguồn đâu hết. À. Rồi mình sẽ đi qua con thứ hai ha. Con này dễ. Con thứ hai cũng là CKB nhưng mà loại là CKB trên xe đề từ đây. À, CKB trên xe đề từ. Thì con này nó cũng gắn trong cái cuộn điện nằm trong như thế này. À, được lắp chung đây, nó có những cái mấu gài và có bu lông bắt ở đây. Thì con này là nó sử dụng một cái phần tử là cảm biến Hall.
nó còn gọi là CKB Hon. Thì cái con này á nó có hai loại nha anh, một loại là 4 máu. 4 máu à. Và một loại là 3 máu. À, cái máu này chỉ là cái máu gài để nó gài vô trong cái vô lăng thôi. À, 3 máu hay 4 máu gì nó cũng đưa ra 6 cộng dây. À, 6 cộng dây. À, đó. Thì tại sao thế, nó thế, thế, thế hỏi một chút là cái ba mẫu mà mình lắp cho 4 mẫu có được không thầy? Không được, không được anh, không được. Ba mẫu nó cũng là 4 con nhưng mà nó sẽ cái vị trí nó sẽ khác nhau. Thật sự ba mẫu thì lấy tôi sẽ nói sao, tức là cái IC hon tức là gì, trong cái cụm IC này nó sẽ có một cái con linh kiện này. À, con này ta gọi là con IC hon, một con linh kiện điện tử thôi. Nó nằm ẩn ở trong cái lớp vỏ nhựa này. Đó, thì khi mà cái vô lăng nó quét qua thì trong cái vô lăng nó có 500. Đó, thì cái con linh kiện này nó có cái đặc tính là nó cảm nhận được cái 500. Để nó được cảm nhận được 500, một cái 500 quét qua cái là nó biết, quét qua cái là nó biết. Đó, thì cái đó gọi là IC hon. Thì trên cái vô lăng mình nó sẽ có 12 viên 500. Nó quay một vòng nó phải quét qua 12 lần. Đấy, thì cái từng con ở này nó sẽ nhận được từng cái tín hiệu đó. Thì đây 4 máu tức là nó sẽ có 4 con cảm biến ha, 4 con cảm biến, 4 con, 1, 2, 4, 4 màu khác nhau. Đấy, còn 3 máu thì thật sự nếu 3 máu thì nó cũng có 4 con em anh. À, 3 máu thì nó cũng 4 con chứ không phải là 3 con đâu. Đó, thì tôi có làm một cái video tôi mổ một cái con cảm biến này ra. Thì nó có một cái máu là nó gắn 2 con. À, một cái máu là gắn 2 con, 2 con hon. Đấy, còn này 1 con, này 1 con. Thì tổng cộng nó cũng là 4 con. Chứ không phải là ba mẫu là ba con biến đâu, nó phải có 4 con. Tại sao 4 con? Thì nguyên tắc ở đây cảm biến đề từ á thì nó phải có 3 con để điều khiển pha. Ta gọi là điều khiển điện ba pha đó, thì phải có 3 con. Ở đây tôi ghi hiệu là V kép rồi V U. Mình hiểu nó là năm nay là 3 con cảm biến pha đó. Thì thằng này nó giống như trong anh nào tháo xe đạp điện đó, nó có vậy, là tháo cái máy quạt mình ra đó, quạt trần đó thì là cũng là dạng đề từ. Đó, thì nó là ba pha là ba con. À, còn một con còn lại là của thằng kích. À, kích CKV là để phun xăng đánh lửa, nên là tổng cộng của nó sẽ là 4 con. À, ba pha là mất ba con và một con là kích. À, con là kích ở đây ta dễ cho mình là 4 cái tín hiệu gửi ra nè. Thì tín hiệu của nó là tín hiệu xung vuông. À, xung vuông. À, cái xung hồi nãy thằng CKB 2 giây nó gửi ra là xung xe chiều, tức là nó tăng 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay tới gì đó, xuống lên xuống âm. Xe chiều thì nó có chiều dương chiều âm, nhưng mà xung vuông thì nó chỉ có hai trạng thái thôi, 0V lên 12V, xuống 0V lên 12V, giống như cái công tắc đài vậy đó. Công tắc bật on off on off, có điện mất điện, có điện mất điện ha. À, thì nó chỉ có hai trạng thái vậy thôi, 0 hoặc 12 thôi đó. Thì IC nó sẽ nhận cái điện này và nó sẽ biết được là vị trí nào là vị trí điểm tích trên, rồi vị trí nào là vị trí số vòng quay. Ví dụ nó đếm 12 viên 500, 12 viên 500 quét qua cái thì nó gửi về 12 lần on off, giống như cầm công tắc điện ở nhà mình bật bóng đèn rồi đó, bật tắt 12 cái là nó hiểu được là ồ cái vô lăng quay được một vòng. Để mà dù nó bật tới cái 12 thì cái đó là cái cuối cùng để đánh lửa. Đó là nó hiểu IC ta lập trình như vậy. Đó, thì mình sẽ đi rõ hơn là trong cái sơ đồ ha. Sơ đồ của mình là 6 dây là 6 dây gì. Thì anh thấy là một con IC hon đó là nó có 3 chân. À, 3 chân là tương ứng với 3 dây ha. Thì nó sẽ có 2 dây nguồn. Anh nhìn đây nè. 2 dây nguồn và 1 dây tín hiệu. Một con IC hon nha, có màu đen đen trong đây nè. Đấy, 2 dây nguồn và 1 dây tín hiệu, một dương, một mát và một tín hiệu đầu ra. Đó, thì như vậy nếu đúng mà tính theo cái phép cộng là một con là 3 chân đúng không? 4 con là phải 12 chân. À, nhưng mà tại sao nó đưa ra còn 6 à? 4 con là phải 12 dây chứ. À, một con 3 dây mà. Nhưng tại sao nó còn 6 dây? Anh thấy đây, đây là sơ đồ xe Eblex ha, 125 đề từ. Đó, mình coi chỗ CKB nè. Đó. Là cảm biến CKB. Đó, thì dấu hiệu đầu tiên cho anh thấy là nó sẽ có ma lỗi. Đúng không? Thấy 52. Đó, thì mình kiểm tra nó. Hoặc là đề không được, đúng không? Tại vì nó liên quan tới cái vụ đề ba pha nữa, đề không được. Tức dây pha đề không được, thì mình cũng kiểm tra CKB.
hoặc là mất xăng mất lửa giống như nãy, đấy là có thể đứt di kích đó, thì mình cũng kiểm tra CKB. À, nói đơn giản hơn là nó có mã lỗi nha. Thì ở đây mình sẽ phân tích 6 cọng dây này. Thì trên đây nó có hai cọng dây rẽ đen đậm đó, dây A20 ghi là chữ VOUT. VOUT, V là volt, out tức là ra, tức là đây là điện ra từ IC cấp nguồn ra cho cảm biến. Thì ở đây là nguồn 12 ha, nguồn 12 từ IC cấp ra. Nó không sử dụng nguồn rời ngoài mà nó sử dụng nguồn trong IC đưa ra. Đó là dây nguồn dương. Và tiếp theo ở chân này là chân A23. Mấy anh để ý chữ là RND nè, là ground nè. Tại ground là mát á, là đất. Thì đây là hai dây nguồn của con cảm biến. Nguồn 12 từ cảm biến từ IC cấp ra. Tại con này thật sự trong này tháo ra thì nó cũng là linh kiện điện tử thôi, nên là nó phải có nguồn ha. Đầu tiên là phải có nguồn để nó chạy, cấp cho nó nuôi nó. Rồi khi cái bô lăng nó quay á, nó mới phát ra cái xung điện và nó sẽ gửi tín hiệu ngược về IC ở bốn cái dây này. Thì người ta dễ tín hiệu xung là dễ dạng là nét đứt nè, cho mình dễ hình dung. Tức là điện là có không, có không, có không, 12 không 12 không, đó tùy theo cái vị trí của 500. Thì ở đây nó sẽ chia làm hai cụm cho anh. Ở dưới ta vẽ ba dây ở dưới nè, trắng đỏ nè, trắng xanh, trắng đen nè, vẽ dưới này đó. Thì mình hiểu là ý đồ của ta là thể hiện là ba dây này là ba dây pha, đúng là ba dây điều khiển ba pha. Mất một trong ba dây này là mất điều khiển ba pha, tức là không đề được đó. Còn dây trên này là dây kích nè, kích ha. Dù mất cái dây kích này thì có thể vẫn đề được, vẫn đề được, nhưng mà dấu hiệu là không xăng không lửa. Thì mất kích thì đâu có biết vị trí đâu mà, và vòng tua cũng không có. Đó thì dây kích được. Anh sẽ cho hỏi ví dụ là cái dây 12V IC cấp ra mà nó mất cái tín hiệu dây 12V, mình lấy dây 12V ở ngoài mình đưa vào được. Đường anh mình thử thì được, nhưng mà ta lưu ý là nó không có ổn áp, nó không có ổn định như là trong IC. Tại vì ở ngoài thì có thể mình lên bình thì có thể lên 13 14, đúng à. Đấy, tại là vì nhiều khi nó hư sạc lên 15 17 thì nó hư luôn cảm biến, nên là người ta lấy trong này ra cho nó ổn định. Đấy, còn nếu anh muốn mà chạy thì vẫn bình thường, chạy thì vẫn bình thường. Cái là điện sợi, cái điện áp của cái bình ra là dù cái điện sau ổ khóa, mình lấy điện sau ổ khóa có bên cạnh của thằng mua bên sườn đấy, mình đưa vào thì nó cũng ổn định đúng không thầy? Nó ổn định, nhưng mà anh hiểu là điện đó là không có qua IC, tức là anh hiểu trong cái 12V này trong IC ra là nó đã có một cái mạch ổn áp nữa rồi, nó chuẩn 12 luôn, chứ không có do cái kiểu mà lăng tăng 13 14 15, anh hiểu không? Đó. Thì nên nó sẽ dễ hư cảm biến nè. Cái thứ hai, khi mà nó lên 13 14 thì cái xung mà gửi về IC nè, nó không phải là 12 nữa, đó là lên 13 14 nữa, nên nó ảnh hưởng tới IC, hiểu không? Nên là người ta làm mục đích ở trong đây. Còn trường hợp đó anh chế cháo thì mình không kể trong đây rồi, nên mình hiểu chỗ đó. Còn nếu nó đã nổ được mà khách hàng chịu thì mình cứ làm thôi, còn không phải thay IC. Phải báo trước là nó có những cái sự cố có thể xảy ra. Thì mình hiểu là tại sao ở đây là 6 dây, đúng không? 6 dây đó, thì nó sử dụng là 4 con, nhưng nó sử dụng 2 dây nguồn chung và 4 dây tín hiệu. 4 con là 4 tín hiệu gửi về IC, nên của nó là 6 dây. Thì như vậy mình hiểu nguyên lý của nó, thì bây giờ mình sẽ đo như thế nào. Rồi bây giờ nó báo lỗi 52 thì anh sẽ đo như thế nào? Đầu tiên anh đo gì trước? Thì đầu tiên là mình phải đo lửa trước, đúng rồi, đo nguồn trước, cấp xuống và lửa mát có. Xong rồi mình đo cồn kích, dây kích, tín hiệu kích á. Đó thì mình hiểu đó, đó là nó lấy nguồn xuống và nó gửi xung lên, đúng không? Thì cái việc đầu tiên là mình sẽ đo nguồn trước. Đo nguồn trước 12V cấp cho cảm biến, sau đó mình sẽ đo cái xung gửi ngược lên trên IC. Xung của nó là 0 12 0 12. Nên ở đây mình có thể là, một là mình sẽ dùng cái đèn LED để mình thử. Tại vì đèn, khi có điện thì đèn LED sáng, mà không có điện thì đèn LED tắt. Nó nhấp nháy là mình biết là cái xung nó có. Hoặc là nếu mình dùng đồng hồ VV mình đo thì nó sẽ ra được giá trị trung bình là khoảng từ 5 tới 10V. Đó, tại vì cái điện của nó là nó nhảy liên tục, anh hiểu không? Nhảy liên tục, nó không có đứng chỗ. Nó không ra được giá trị là chính xác một số bao nhiêu hết. Nó phải nhảy.
tùy theo cái tốc độ quay vô lăng. Đó là mình có hai phương án, một là mình dùng cái đèn led như thế này đó, thì mình có làm mấy cái bộ này để cắm vào thử cho nó lạ. Mấy video thì trên này có hướng dẫn đó, thì mình có thể tham khảo. Anh dùng một bóng đèn được, một bóng đèn thì em thử một dây, ví dụ như trắng di kích trước, rồi trắng xanh trước, rồi trắng đen, trắng đỏ, từng dây cũng được. Đó, hoặc là làm bốn bóng như này thì thử một lúc là bốn cái luôn. Đó, hoặc là mình đo, đó, thì thường thường là có hai cách như vậy. Mình dùng đèn thì dễ thấy hơn, còn đo thì nó nhảy loạn xạ. Đó thì mình hiểu nguyên lý của nó là dùng nguồn cấp xuống, và lấy tín hiệu lên. Đó, giờ mình coi thử xe Vario nè, cũng vậy thôi anh, nói chung là nó cũng y chang thôi, cũng 6 giây. Nguyên lý giống nhau hết, là có thể là số chân nó khác nhau thôi, chứ cũng là nguồn nè ha. Hai dây nguồn. Cái 4 này là 4 tín hiệu. Đó là cái cách kiểm tra của thằng CKB ha. CKB được.